và các bạn, miền Đông Ninh Thuận vòng tay bạn bè là chủ đề liên hoan tiếng hát miền Đông lần thứ 17 tại Ninh Thuận năm 2016 do Ninh Thuận đăng cai tổ chức. Liên hoan là dịp để các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Đông Nam Bộ giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc ở địa phương mình, đồng thời giới thiệu hình ảnh quê hương và con người Ninh Thuận đến bạn bè du khách trong và ngoài nước. Tham gia liên hoan tiếng hát miền Đông tại Ninh Thuận có 9 đoàn với gần 400 diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Trung tâm Thông tin Triển lãm các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ gồm Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với liên hoan, các đơn vị thi biểu diễn với nội dung ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước về bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương, vùng miền, ca ngợi miền Đông gian lao mà anh dũng. Liên hoan là dịp xúc tiến du lịch, quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương và con người Ninh Thuận đến với bạn bè trong khu vực miền Đông Nam Bộ, góp phần phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến Ninh Thuận. Đến mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió Ninh Thuận này, thì cảm nhận đầu tiên tôi thấy là ở Ninh Thuận là người dân đây rất là mến khách, phong cảnh rất là đẹp, đặc biệt ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm và tỉnh Ninh Thuận có nhiều cái di tích lịch sử về người Chăm, nền văn hóa của người Chăm ăn sâu, ăn bám rễ vào nền văn hóa chung của dân tộc Việt Nam, đặc sắc bản địa. Thông qua cái liên hoan này, việc đăng cai của Ninh Thuận cũng là cái mục đích để mà cho Ninh Thuận giới thiệu cho du khách trong 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ biết về cái vùng đất, quê hương con người Ninh Thuận. Thì qua đó họ sẽ góp phần quảng bá về du lịch Ninh Thuận cho nhân dân của 9 tỉnh miền Đông. Và chúng tôi mong muốn rằng thông qua sự kiện này thì du khách từ 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ này sẽ về Ninh Thuận ngày càng đông hơn. Các đoàn mang đến liên hoan hình ảnh của quê hương và con người của mỗi tỉnh, góp phần làm cho bức tranh tiếng hát miền Đông nhiều màu sắc sinh động qua từng tiết mục. Từ trong khói lửa chiến tranh đến xây dựng quê hương sau ngày đất nước thống nhất. Qua đó, khán giả hiểu thêm về con người và vùng đất miền Đông anh dũng kiên cường trong đấu tranh và sáng tạo trong xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Với lợi thế về văn hóa các dân tộc trong tỉnh và có những bãi biển đẹp còn hoang sơ, Ninh Thuận đang đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương con người với du khách trong và ngoài nước.